Xin chào mọi người, rất vui là gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Cũng khoảng hơn một tuần rồi tôi mới được đi tập. Vì thời tiết đợt này ở Hà Nội rất là hay mưa. Và hôm nay thì tranh thủ trời cũng vừa tạnh mưa xong thì tôi xách xe ra đi tầm vòng. Nhưng mà do địa hình thì vẫn khá là ẩm và có rêu, nên tôi nghĩ hôm nay sẽ không chơi mạnh được và chỉ chơi vui vui cho nó đỡ mất cảm giác. Hello em. Xem một cà phê sữa. Vâng. Anh ấy đang sử dụng cái này gọi là gì ta? Upside down anh ạ. Không, đây là phiên bản iPad mà hơi ngược tí thôi. Super. Đó là. Super. Ta mà clip này bắt đầu chạy đèo này. Qua này á. À. Đi. 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 Đi.